Mình đã trụng nước sôi cái này đó các bạn, rồi mình chắc bỏ nước đó rồi mình rửa lại nước nữa đó các bạn. Rồi bây giờ mình đã ướp muối với tiêu với bột ngọt trong này, nãy giờ mình ướp cũng được hơn nửa giờ rồi các bạn ha. Bây giờ mình nước sôi mình sẽ bỏ cái xương này vô nấu canh đó. Giờ nước sôi rồi nè các bạn, sôi mình trụng cái xương cho kỹ vậy đó, ăn nó không có tanh máu mà nó không có hôi heo nữa đó các bạn. Rồi giờ mình cho cái xương vào đó các bạn. Rồi giờ mình đậy lại đi ha, cho cái xương nó mềm chút xíu rồi mình bỏ vô cái chua vô. Ông xã mình á, ông chạy ra chợ ông mua giùm mình mớ lá quế đang chút niêm canh đó các bạn ơi. Ở nhà mình có hành lá với ngò gí nhưng mà niêm vô cái này ổng không chịu, ổng phải có cái rau quế niêm vô canh cải chua ổng mới chịu. Ông xã mình á, ổng không có, ổng ăn cũng kén lắm đó các bạn ơi. Ổng không phải đòi là đồ mắc tiền hay rẻ tiền hay cái gì hết trơn á, mà ăn phải có đúng gia vị và ổng mới chịu. Ví dụ như ăn cháo cá đi, ổng không có đòi là con cá phải to hay là cái gì hết á, nhưng mà ăn cháo cá là phải có dầu mè, có ngò rí chế vô thì ổng mới chịu. Thành ra ổng cũng chịu cực, ổng chạy đi mua cho mình nè. Đó, để chút mình im canh đó. Hồi nãy mình nấu qua nấu lại vài dạo xương nó mềm, cái giờ mình bỏ cải chua vô luôn rồi đó bạn. Giờ cải chua cũng chín rồi đó, để cắt bớt giai đoạn đi chứ nấu canh này nó cũng quá dễ, mà nếu mà quay video dài quá thì cũng các bạn cũng xem cũng mệt ha. Hấp dẫn quá cả nhà ơi, thơm quá chừng luôn. Rồi bây giờ mình cho rau lá quế vô, mùi cải chua mùi thịt rồi lên. Rồi bây giờ có lá quế vô nữa nó thơm bát ngát luôn cả nhà ơi, thơm quá trời thơm luôn á. Rồi mình chia sẻ cái bữa ăn chiều của mình đó là canh dưa cải chua với khô cá lóc chiên đó các bạn ha. Rồi đến đây mình kết thúc đó các bạn ơi, cái này hầm xương cải chua với lại xương. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau.